Hello, chào mựng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Snitter, mình có sử dụng tool hack nha. Nên bạn nào không thích tool hack thì mong các bạn hãy lướt qua video này. Rồi, hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo. Hồi hồi mai các bạn, hồi mai thì con sầu riêng của mình nó luyện skill thành công cái skill gọi là skill lá. Và mình nhấn vào chỗ này này, thì mình nhấn nhầm mắt cái trứng rồi. Thành ra mình đã lỡ lầm mất cái con Jelly rồi các bạn. Rất là cay luôn. Đây, con Jelly để mình vào cho bạn xem. Đó. Con Jelly mình đã lỡ lầm mất con Jelly rồi. Vậy thì con Jelly đó thì mình sẽ để cho nó là với cái tiết mục, cái tập. Mình sẽ dành cho nó cái tập đặc biệt là tập. Mình sẽ đạt được 1.000 con rồng. Nhớ các bạn. Và con đó thì mình từ từ mình up sau. Vậy thì những cái con tiếp theo sẽ xảy ra là sẽ là mình nghĩ sẽ là trong sự kiện này này là con này. Đó, con này mình sẽ lượm được rồi này, mình lượm con này để đánh 6v6. Và lượm con này đã lai rồng và sau đó sẽ up con Jelly là con rồng thứ 1.000. Và khả năng con rồng thứ 1.001 sẽ là con này. Con animation này các bạn. Còn con Nightmare này thì mình có rồi. Nightmare mình có rồi. À, rồi bây giờ tập này thì mình không có review. Không có review con rồng nào hết. Mà tập này mình sẽ đưa các bạn đi đánh 6v6 nha các bạn. Đánh 6v6. Đánh 6v6 thực sự mà nói thì khá là căng thẳng đối với cái điện thoại của mình. Mình rất là sợ là đứt video. Giờ mình sẽ đánh sớm luôn nha. Đây con Nico Ninja này. Mình chưa đi. Nico Ninja mình chưa đi một ải nào hết. Nên mình chưa lượm được cái chìa khóa nào hết các bạn. Rồi. Phần Language. Language chúng ta có 6 trận này. Combat Language luôn nha. Combat Language cho nó kiếm thêm được 6 game. Rồi Language thì mình đang luyện skill cho con Hybridity các bạn ạ. Hybridity mình đang luyện skill cho nó. Rồi. Con Hybridity mình đã luyện lên tới mức là E rồi các bạn, E rồi. Còn thiếu một xíu nữa là lên E cộng. Rồi cái này để auto luôn cho nó đánh cho nó nhanh. Hai chiêu băng là đi con kia thôi. Và sự kiện lần này mình thấy khá là ngon các bạn. À hồi chiều có bán cái offer là 100 game được cái một cái hồn kim cương. Và cái hồn kim cương đó có thể mở ra được con một cái quả trứng Heroic với tỷ lệ là 1%. Mà sao bây giờ mình vào game mình không thấy nữa các bạn. Có vẻ như là nhà phát hành sẽ cập nhật lại cái gì đó. Một là nhà phát hành dẹp bỏ cái đó luôn. Hai là sẽ cập nhật cái phần trăm lên. Ví dụ như nhà phát hành có thể cập nhật lên là 20% chẳng hạn. Thì chúng ta mở ra thì nó sẽ dễ dàng hơn đúng không? Bây giờ vấn đề là đợi thôi các bạn. Rồi một hit nữa. Rồi lấy que cho con Hybridity. Hello các bạn, mình đã vào lại game rồi đây. Nãy đang đánh bị đít. Rất là tiếc luôn, mình phải quay lại. Mới đánh cả hai trận hai trận Liquid à. Mình đã bị đít rồi. Chưa kịp đụng độ 6-6 luôn á. Rồi, mình sẽ đánh Liquid tiếp để mình nhận cái game cái đã. Sự kiện lần này khá là ngon, được tới 240 orb của Heroic lận. Mà off Heroic thì khỏi phải chê rồi. Mở ngẫu nhiên thì hy vọng là sẽ được những cái con rồng Heroic lên được một sao. Được một sao. Một sao là nó sẽ lên được cái đội hình các bạn. Nó sẽ hiện được cái mặt trong cái đội hình của gì ha? Của gì ta? Quên cách nói mất tiêu rồi. À, nó hiện lên trong cái tem á, trong cái tem bang á. Nó hiện lên đội hình. Và Heroic cũng mạnh mà, Heroic một sao cũng mạnh. Heroic một sao thì mình cũng có. Hiện tại mình đang có hai con một sao level 45. Và một con có thể nâng lên được một sao là con hai gì ta? Hai gì mới mới á. Hai pha lình thì phải, con hai pha lình á mà hổm giờ mình chưa nâng. Rồi sau con hai pha lình thì tới hai gì bo CTV con ống địa lên được 4 sao mình chưa kịp lên luôn.
Nói chung cái gì cũng chưa kịp hết các bạn. Mình đang mong chờ một ngày có bản tool. Có một bản tool nơi mà chúng ta có thể tool được cái cây sự sống. Có thể tool được thời gian của cái cây đó các bạn. Tool được thử quá khỉ rồi. Năng sao nó cũng dễ hơn nhiều. Thực ra muốn tool được cái đó rất là dễ các bạn. Chúng ta chỉ cần ý kiến của nhà phát hành nữa. Kêu nhà phát hành là cho sử dụng size để speed up thời gian trong đó là có thể tool được thôi. Mà thực chất là nếu mà nhà phát hành cập nhật cái đó thì thực chất không cần tool. Không cần tool nó cũng lên, chúng ta chỉ cần dùng size thôi. Size thì mình có mà, mình có 5 size lận. Không biết các bạn có biết size là gì không? Chập nữa mình sẽ ra mình chỉ cho các bạn size là gì nha. Cái size thì nó đặc biệt lắm các bạn. Cuối cùng thì Hybridity cũng lên được A cộng rồi. Yeah. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục luyện một con hát khác. Luyện một con hát khác lên tới E cộng. Đây, lần này mình sẽ luyện hai win nha. Ok. Hai win mới có C à, mới có hạng C à, khá là thấp. Mình sẽ cố gắng ưu tiên luyện hết mấy con Heroic trước. Rồi mình sẽ luyện tới con những con Legend. Chờ luyện chứ không còn mòn răng. Rồi, nữ hoàng long đây. Hên quá. Rồi, cái này rỉa máu đối phương. Hên quá, vẫn còn sống. Rồi, chiêu banh nè. Ồ, con kia có chiêu banh các bạn. Tạch rồi. Nữ hoàng banh cho chúng ta đã tạch. Đây, The Grim Reaper. Hồi nãy mình quên reset. Nãy mình quên reset để thêm được một trận. Thêm được một trận là thêm được kill. Mà nãy chắc là mình mãi nói mình quên reset các bạn ạ. Đánh như thế này thì lỗ quá. Giảm đam có khi nó tạch luôn đấy. Đúng rồi, tạch luôn rồi. Thôi để cho con này đánh với mấy con kia đi, nó dễ hơn. 30k nè. Nó đánh lần mười mấy k rồi. Mà con Heroic nó hồi nãy nó mà để lại thì nó trâu lắm. Nó đánh tốn máu lắm. Rồi. Đẻ xong 6 trận, 6 trận lan quỳt. Đó, lên được xe cộng rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi combat 6v6 luôn nha. 6v6 thì hiện tại mình chưa có được cái con rồng yêu cầu các bạn. Con rồng cầm cây đàn á. Mình chưa đọc tên nó nhiều nên mình chưa nhớ. Rồi, ở ải medium này là chúng ta cần 5 chìa khóa xanh. Mà chìa khóa xanh thì mình nghĩ là ở ải EAC các bạn. Đây, chìa khóa xanh ở ải EAC nè. Hai chìa, đúng rồi, hai chìa ở ải EAC. Đánh xong ải EAC thì mới đánh được ải medium. Và tương tự đánh xong ải medium mà anh đánh được ải hát. Ải hát nhé. Rồi, ở đây chúng ta nó yêu cầu con Black Metal. Con Black Metal là con rồng trong sự kiện á. Mình còn hai bước nữa thì mới lấy được. Sao thoát ra luôn rồi. Hai bước nữa mới lấy được con Black Metal các bạn. Phải đợi thôi. Rồi, vào lại nào. Rồi, bây giờ ở ải EC đánh không được thì ải medium đánh không được. Mình còn để một vài chặng ải hát để cho các bạn đánh đây. Không hiểu tại sao mình không biết có nhìn nhầm hay không mà ải hát này chúng ta được đánh 4 trận luôn các bạn. Được đánh 4 trận luôn. Nên mình mới để dành mình quay video cho các bạn xem đấy. Rồi, trận đầu tiên không có yêu cầu con rồng nào cả. Và đội hình của mình được chọn đội hình mạnh nhất ra sức chiến. Ok luôn. Hello các bạn, lại bị đích video. Cay quá đi. Thôi gọi đánh 6v6 này thực sự mà nói là phải rất là kiên trì luôn. Mình phải ráng kiên trì để tải được những cái trận chiến gọi là trận chiến những cái phần què mình mở được cho các bạn xem.
Đây, hồi nãy mình điếc video làm cho mình chết một mớ rồng rồi. Hồi nãy mình nhắn ok là nó điếc video luôn. Nên mình ra mình chỉnh video lại thì nó điếc game luôn. Thành ra cái trận đó nó tính mình thua. Là mình bị mất 7 con rồng 5 sao rồi. Phải đợi thời gian hồi. Như các bạn thấy đấy. Rồi, đã lo thành công. Và video vẫn còn. Đang đếm ở giây 39. Rồi, Star này. Hy vọng sẽ không sao nha. Ngoài mấy con này thì mấy trận này thì chắc là đánh dễ thôi. Cái quan trọng là chúng ta xem thử cái phần quà mình mở được cái ốp gì, và nếu mình mở như thế thì mình có nâng được con nào lên một sao hay không, đúng không? À, đến thời điểm hiện tại thì mình đã gọi là full heroic các bạn, full heroic. Ở cái tập kia thì mình rất là cảm ơn những cái bạn đã giúp mình đổi được con hai win, cũng như là hai Buriti, hai Snow. Những cái con trước á, hai Bota mình thiếu tổng cộng là 5 con lận, hai Gwen, hai Snow, hai Bota, hai Buriti và một con hai gì nữa mình cũng quên tên mất tiêu rồi. Được gì đây, 10 mảnh hai ốc ten các bạn. À, con ốc ten nữa, con ốc ten nữa là mình summon. Vậy thì con ốc ten đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là mình chưa đủ nó, nâng nó lên sao đâu. Nhận được thêm 10 ốc thì chắc là chưa đâu. Rồi trận tiếp theo thì đội hình của chúng ta được ra sân là một con hai gì đây ha. Con này là hai gì mình quên tên rồi. Hai Spirit. Ok, hai Spirit. Hai Spirit Boulder the Dragon, Origi the Vulcan và hai Zephyr. Con này phải Zephyr không? Rồi. Ấy. Hiểu rồi các bạn, chỗ này là hình như là bắt buộc chọn Heroic. Bắt buộc phải chọn Heroic chỗ này rồi các bạn. Đây nè, cái chỗ này nè là nó bắt buộc chọn Heroic. Nên mình sẽ đem con Heroic này mình cắt đi, mình thay bởi một con khác. À, mình thay bởi một con khác nha. Đó, để mình để dành Heroic, lỡ những trận sau nó yêu cầu Heroic thì mình còn cá rồng mà để mà đánh. Rồi, ok. Rồi, video vẫn còn 244, 245, 246, 47, 48, 49 nhưng màn hình đang đứng. Rồi, cả video thành công rồi. 53, 54 giờ nhắn stay này, hy vọng còn. Rồi, vẫn còn video các bạn. Ok, ngon lành. Rồi, trận đánh này sẽ nhanh kết thúc. Hello, mình đã trở lại rồi đây các bạn. Thiệt sự rất là cay, trận thứ hai vẫn tiếp tục bị đứt video. Và trận thứ hai thì sau khi hồi nãy mình đánh xong á, đứt video mà không có đứt game thì mình đã đánh xong là mình nhận được cái gọi là bao nhiêu mảnh? 10 mảnh con Resolution các bạn. Và mình hy vọng là trận này thì chúng ta sẽ không bị đứt video nữa nha. Mà mình ra mình mờ các kiểu, mình xóa xít các kiểu hết rồi. Mình hy vọng là trận này thì sẽ ok, sẽ ổn. Đầu tiên thì đợi nó lo xong cái đội hình rồng của mình cái đã. Nó đã lo xong đội hình mình rồng của mình rồi. Đợi thêm 3 giây nữa. 4, 3. Rồi, giờ nhấn ok nè. Mà bên kia thì toàn là Ibis thôi. Và có một con Ibis 2 sao. Thì một con Ibis thì cũng không có gì gọi là ghê gớm lắm đâu các bạn. Rồi, chúng ta sẽ nhấn vào con Ibis đây. Để cho nó đánh con Ibis trước nha. Rồi, ok, start. Rồi, vẫn ổn các bạn. Rồi, video vẫn ngon lành. Vấn đề quan trọng bây giờ là chủ yếu là chúng ta ra, chúng ta nhận được cái phần quà như thế nào thôi. Còn đánh này thì mình nghĩ là nó cũng chưa có gọi là đặc sắc lắm với các bạn đâu. Rồi, đặc sắc thì phải gặp những cái con rồng mạnh ở những ải sâu sâu sau này thôi. Còn đây mới cái trận thứ ba mà, mới cái trận thứ ba ở phía trước mà, đâu gì cái gớm đâu. Toàn mấy con Ibis thôi. Mà Ibis mà đối với đội hình mình thì chọn ngẫu nhiên toàn con mạnh ra không nữa chứ, đâu phải mấy yếu. Nên gọi là rất là chênh lệch. Rồi, mở rương nè. Oh, được 10 mảnh, 2 Malicious các bạn, 2 Malicious. Rồi, trận tiếp theo. Trận tiếp theo yêu cầu 3 con Heroic. 3 con Heroic các bạn. Ba con hit ở trên và chọn ngẫu nhiên là
chọn ngẫu nhiên những con rồng phía dưới. À, mình sẽ lấy những con rồng tránh Hagrid ra để mình còn có những cái con rồng Hagrid để sau này đi đánh, đúng không? Rồi chúng ta sẽ cầm đây Bore, con rồng pháo hoa. Rồng pháo hoa. Rồi dịch chuyển tức thời. Ok. Rồi trận này là trận thứ tư. Trận thứ tư. Mình nghĩ trận này cũng là 10 mảnh các bạn. Cũng là 10 mảnh thôi chứ không hơn đâu. Rồi để lo xong rồi bên kia. Bên kia có con view lịch kìa. Con view lịch đang đứng đây nè. Đó, con đó là con view lịch kìa. Còn con này là con mới. Con này là con mới ra ở sự kiện gần đây. Sự kiện bóp lết thì phải. Bóp lết có con Diệp Ô. Con đó là Diệp Ô thì phải. Không phải tên Diệp Ô các bạn. Con đó không phải tên Diệp Ô mà tên khác. Con vừa mới bị đánh chết là con Namie đó. Con Namie sắp like được rồi đó. Rồi, để xong 4 trận đầu. Bây giờ chúng ta sẽ nhận được 10 mảnh 2 super. 2 super. Và bây giờ muốn mở được cái này thì cần 2 chìa khóa vàng. Mà chìa khóa vàng thì ở ải medium. Chắc chắn là ở ải medium luôn. Kéo tiếp nào. Đâu? Ủa? Không có chìa khóa vàng à? Những chìa khóa vàng ở đâu ta? Để mình xem thử ở trong quét cái chìa khóa vàng không nha. Đây các bạn, quét. Chưa đến quét luôn à. Quét toàn chìa đã không mà. Rồi bây giờ đánh quét luôn nha. Đánh quét lấy chìa khóa. Rồi để lo xong. Hai con này là hai con rồng VIP mình mua hôm bữa. Hôm bữa mình mua rồng VIP mà nick mình không bị ban là một phần cũng do mình gọi là mình nạp cạc vào mình mua rồng các bạn. Mình mua rồng các kiểu đồ là nhờ phát hành kiểm tra rồi đó. Đấy là thấy mình cả đóng góp cho game rồi vậy nên là vậy như là có thể gọi là chăm trước chẳng hạn. Mình nghĩ là thế. Rồi 5 chìa khóa đã. Vậy thì chìa khóa xanh ở đâu? Không lẽ là ở trong sự kiện? Không lẽ là ở trong sự kiện các bạn? Không lẽ là con này cái chìa khóa xanh? Đúng rồi, con này cái chìa khóa xanh nè các bạn ơi. Ồ, chuẩn 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 chuẩn. Con này cái chìa khóa xanh đúng không? Tập sau thì mình sẽ nạp vào một ít con và để mình đi con này, để mình đi con này các bạn, nạp vào một ít con để mình đi con này để mình lượm thêm chìa khóa xanh để quay quay video cho các bạn xem nha. Bây giờ thì đánh 6v6 đến đây là tạm dừng, rồi chúng ta sẽ vào làm vài trận arena nữa rồi nghỉ nha. Rồi arena của chúng ta còn 1 phút 55 giây nữa thì sẽ hồi được 6 trận đánh luôn nè. Arena mình đang cố gắng leo các bạn, cố gắng leo lên hạng hạng 100, hạng 100.